số trước, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc bán suất làm căn cước công dân với giá 500.000 đồng. Có sau khi thu tiền sẽ dắt vào cửa sau khu vực làm căn cước công dân và đi thẳng vào phòng gặp Đại úy Minh, thuộc đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp. Sáng 17 tháng 4 năm 2021, sau khi thỏa thuận trước, chúng tôi được hướng dẫn vào trong tiệm Tuấn Việt 588, chuyên cả số xe, gắn biển số xe, bán bảo hiểm xe ở Bình Hồng, trụ sở Công an quận Gò Vấp. Ngồi chờ chừng 10 phút, một cò khoảng 40 tuổi xuất hiện lấy chứng minh nhân dân photo của chúng tôi mang vào bên trong trụ sở. Vài phút sau, ông này quay ra đòi 500.000 đồng rồi ra hiệu đi theo em. Người này vẫn đi thẳng vào cổng đội cảnh sát giao thông và đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp, đi thẳng vào bên trong cửa hông. Người này lấy tay che miệng châm thuốc rồi chỉ tay. Thấy phòng số 2 không? Mở cửa vô gặp anh Minh, đưa con mẫu ra làm việc. Chúng tôi yên lặng làm theo hướng dẫn. Đi chừng 20 bước chân là tới phòng ông Minh. Lúc này bên trong khu vực làm căn cước công dân, tiếng cán bộ đọc số tên người dân đang xếp hàng vẫn vang lên đều đều. Mở cánh cửa khép hờ, chúng tôi vào bên trong nói cho gặp anh Minh. Một người đàn ông mặc áo thun trắng đang chăm chú bên màn hình vi tính bước lại. Sau đó ông Minh hỏi các câu về nhân thân theo thủ tục để nhập liệu và nhanh chóng bảo ra ngoài chờ gọi tên để được chụp hình lăn tay. Với 500.000 đồng chi cho cò, chúng tôi không phải vạ vật chờ bốc số để gọi tên như những người ngồi đợi hàng dài trước phòng chờ làm căn cước công dân. Liên tục trong các ngày 20 tháng 4 và 24 tháng 4 năm 2021, chúng tôi gặp nhiều cò và họ đều chỉ đến chỗ Đại úy Minh. Sáng 20 tháng 4 năm 2021, một người đàn ông làm nghề xe ôm đậu xe trước Công an quận Gò Vấp tiếp cận chúng tôi mời làm căn cước công dân dịch vụ. Sau khi chúng tôi cung cấp nhân thân của người làm căn cước công dân, ông này tiếp tục gọi điện cho ai đó, rồi yêu cầu chúng tôi vào trong nội. Theo hướng dẫn, chúng tôi đi theo người đàn ông vào bên trong lối cửa hông của trụ sở Công an quận Gò Vấp. Sau đó, ông này dẫn chúng tôi vào sâu bên trong, chỉ hướng phòng số 2, nơi Đại úy Minh làm việc. Theo tìm hiểu của phóng viên, người này thường túc trực trước khu vực làm giấy tờ xe, biển số tại Công an quận Gò Vấp. Tiếp đó, sáng ngày 24 tháng 4 năm 2021, một nam thanh niên lại gặp chúng tôi nhận làm dịch vụ. Sau đó nhắn tin, anh cầm chứng minh nhân dân và hộ khẩu vô phòng số 2 gặp anh Minh. Đừng nói gì hết nha, tiền bạc đừng có đưa, chỉ gặp anh Minh thôi. Chúng tôi tiến vào bên trong gặp ông Minh đang ngồi sau máy nhập liệu và người này hỏi một số câu hỏi để điền thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi lấy cớ vướng thủ tục đang ly hôn nên chưa làm. Thực tế, thời điểm tháng 4 năm 2021, các cò làm căn cước công dân xuất hiện trước trụ sở Công an quận Gò Vấp gần như công khai và đều móc nối với vị đại úy trong phòng số 2 để làm căn cước công dân dịch vụ. Sau khi thanh tra Công an thành phố Hồ Chí Minh giữ người giao căn cước công dân để nhận 3,5 triệu đồng dịch vụ, thì đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Gò Vấp tiếp tục làm rõ. Và Công an quận Gò Vấp đang xác minh xử lý nghiêm như chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh.